Xin chào các bạn, như đã hẹn với các bạn thì bài hôm nay tôi sẽ bắt đầu cho một cái chuyên mục mới, đó là chỉnh màu sắc trong Photoshop như thế nào. Và bài đầu tiên chúng ta sẽ tiếp cận với lệnh Color Balance. Như cái tên gọi của lệnh thì các bạn thấy là đây là lệnh dùng để cân bằng màu sắc. Nhưng trong Photoshop thì lệnh Color Balance sẽ sử dụng cái nguyên lý y chang ngày xưa chúng ta sử dụng đầu rọi màu phòng tối như thế nào, thì lệnh mô phỏng gần như vậy và rất trực quan, rất dễ hiểu. Bây giờ tôi sẽ trình bày với các bạn giao diện của lệnh Color Balance. Quan sát giao diện của Color Balance, chúng ta sẽ thấy có hai khu vực. Một là ô Color Balance gồm có 3 thanh trược với 6 màu. Và thứ hai là ô Tone Balance. Đây là khu vực để chúng ta chọn các vùng làm việc. Và tôi sẽ giải thích lần lượt hai khu vực này. Đầu tiên với ô Color Balance, chúng ta thấy có 3 cặp màu đối nghịch nhau. Tôi xin chia sẻ với các bạn rằng là lệnh Color Balance hoạt động trên nguyên lý bù trừ màu đối nghịch. Có nghĩa là ví dụ như ảnh của chúng ta đang dư màu đỏ, thì các bạn chỉ cần kéo ngược thanh trược này về bên phía cyan để bù trừ, để làm mất màu đỏ đi, để cân bằng ảnh lại. Tương tự như vậy thì với ảnh dư màu xanh lá cây, màu green, thì chúng ta kéo thanh trược về phía magenta để bù trừ màu. Thanh yellow với blue cũng thế. Nếu ảnh dư vàng thì chúng ta sẽ kéo ngược về hướng blue để bù trừ, để làm mất màu vàng, làm cho màu sắc của bức ảnh cân bằng trở lại. Tuy nhiên thì với việc điều chỉnh màu sắc một cách trực quan và rõ ràng như thế này, các bạn nếu không để ý thì công việc của các bạn sẽ không đạt được hiệu quả. Bởi vì mặc định của lệnh này, khi mà các bạn gọi lệnh ra thì cái khu vực làm việc ở Tone Balance này á, nó luôn luôn nằm ở cái chữ Midtone, có nghĩa là cái vùng trung tính của ảnh. Thế thì Tone Balance là gì? Tôi xin dành một ít giây phút để giải thích và để chúng ta thống nhất với nhau về các khái niệm của khu vực này. Bây giờ các bạn theo dõi Tone Balance nhé. Thế thì Tone Balance là gì? Đó chính là các vấn đề, là khái niệm rất quan trọng của kỹ thuật chụp ảnh cũng như xử lý ảnh. Khi chúng ta chụp và xử lý thì chúng ta phải nhận định rõ ràng các cái tone của từng khu vực trong ảnh. Tôi sử dụng lại cái bảng chỉnh màu của lệnh Color Balance với khu vực Tone Balance gồm có 3 khái niệm: Shadow, Midtone và Highlight. Thế thì Shadow là gì? Shadow chính là những vùng tối, những vùng mang những cái điểm đen giống như cô gái đang ngồi đây. Và các điểm đen khác các bạn thấy là các khu vực khuất sáng, ẩn khuất giữa các dãy nhà. Còn Midtone là gì? Midtone chính là vùng trung tính, vùng mà mắt người của chúng ta có thể thấy chi tiết một cách dịu dàng, rõ ràng, chẳng hạn như thành hồ này. Đây là cái vùng mà chủ đạo, vùng quan trọng để các bạn làm cái trục và cân chỉnh hai vùng hai bên sao cho nó hợp lý. Cuối cùng là vùng highlight các bạn. Vùng highlight chính là vùng sáng trong ảnh, gồm có màu xám nhạt tiệm cận dần cho tới màu trắng tinh tuyền, chẳng hạn như bóng nước ở đây. Thế thì khi chúng ta xử lý ảnh, chúng ta cần phải phân biệt ba vùng này, và lệnh Color Balance khuyến nghị với chúng ta là chúng ta hãy chọn cái khu vực làm việc và chỉnh màu trong từng khu vực như vậy. Tôi sẽ chuyển tiếp vào các bức ảnh minh họa sau đây. Trước khi điều chỉnh bức ảnh này về màu sắc, tôi phân tích như sau. Vùng chủ đạo của bức ảnh là vùng highlight với những tia sáng rất là đẹp. Nhưng xung quanh nó, vùng midtone đang bị áp sắc do đây là một ngày trời chuyển mưa và nó ô nhiễm ánh sáng từ đèn đô thị, nên nó dư hỗn hợp đỏ và vàng. Đối với vùng shadow cũng vậy các bạn, trong màu đen nó không được trong, không được sạch bởi vì nó dư hỗn hợp đỏ vàng. Như vậy thì để cân chỉnh bức ảnh này thì vùng trọng tâm sẽ là shadow và midtone. Tôi dùng lệnh Color Balance để điều chỉnh nó. Trước tiên, trong khu vực Tone Balance, tôi sẽ chọn Shadow để chỉnh những cái vùng đen và cận đen sao cho nó trong hơn, bằng cách dư vàng, tôi trừ vàng
kéo về blue cũng như dư đỏ tôi kéo về xanh, là các bạn thấy diễn biến của bức ảnh về màu sắc đã khá hơn. Bây giờ tôi chuyển qua middle và cũng trừ đỏ trừ vàng, tức là kéo về xanh và kéo thanh thứ ba về blue để các bạn thấy là bầu trời đã được khử các cái màu đỏ vàng đi, nó trong và trong bức ảnh có chiều sâu hơn. Tôi có thể dừng bức ảnh lại ở đây. Tuy nhiên, tôi muốn cho vùng highlight đẹp hơn, những ray sáng rực rỡ hơn. Tôi đánh chọn cho highlight. Và các bạn thấy là những ray sáng là hỗn hợp đỏ vàng. Tôi sẽ gia tăng tiếp màu đỏ trong nó và màu vàng để cho những tia lửa trở nên rực rỡ hơn. Và bây giờ các bạn nhìn lại bức ảnh, nó sâu và độ tương phản màu đẹp hơn rất nhiều. Bức phong cảnh biển này tôi chụp tại Cổ Thạch vào một buổi chiều sập tối, do vậy nó áp sát xanh và các bạn thấy vùng highlight nó phủ xanh rất là nhiều. Ở vùng midtone là vùng đá đó các bạn, thì màu đỏ và vàng cam của đá nó mất đi do nó phủ xanh. Thế thì ảnh này shadow rất là ít, các bạn thấy một cái hốc tối ít ít thôi. Như vậy chủ lực vẫn là vùng highlight và vùng midtone. Bây giờ tôi dùng lệnh color balance để cân chỉnh hai vùng này. Mà đầu tiên tôi sẽ chọn highlight. Dư xanh có nghĩa là tôi sẽ bù trừ đỏ và vàng vào để lấy lại màu trắng của bầu trời sao cho nó ấm và độ chuyển tiếp nó sâu hơn. Như các bạn thấy là lúc này vùng mây trắng trên trời nó đẹp hơn. Kế đến tôi sẽ di chuyển qua vùng midtone, vùng chủ lực của bức ảnh với màu vàng cam của đá, mà tôi thấy bây giờ không được thể hiện trên hình. Có nghĩa là nó đang bị áp sắc xanh rất là nhiều. Mà áp sắc xanh thì tôi cộng đỏ, cộng một chút vàng. Và đây chính là màu đá tôi nhìn thấy ở Cổ Thạch các bạn. Highlight và midtone tốt rồi. Chúng ta còn một cái vùng nhỏ nhỏ của shadow mà thôi. Tôi vẫn chọn shadow và chỉnh tăng đỏ một tí, tăng vàng một chút thôi để có sự chuyển tiếp mượt mà từ shadow qua midtone. Xem như bức ảnh đã hoàn tất và cân bằng màu rất đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài nói và bây giờ tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở lệnh tiếp theo. Một cái lệnh rất hay, rất đặc biệt của Photoshop so với kỹ thuật chỉnh màu truyền thống ngày xưa, có tên là Selective Color. Hẹn gặp lại các bạn.